Nhà tôi có đàn lợn con được 60 ngày, có hiện tượng là tai tím, bỏ ăn, đi phân lỏng, sau đó thì chết. Đã cho lợn dùng thuốc nhưng không thấy hiệu quả, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thưa anh Vấn, câu hỏi của anh đã được chuyên gia chương trình trả lời như sau. Vâng, xin chào anh Vấn. Thì với cái biểu hiện lâm sàng như anh mô tả đấy, thì tôi cho rằng là đàn lợn của nhà anh bị bệnh tai xanh kết hợp với hiện tượng tôi nhiễm khuẩn kỹ phát. Thế thì đối với bệnh tai xanh ấy, thì chúng ta phải biết rằng bệnh tai xanh là bệnh do virus gây ra, nó không có kháng thể nào, không có một cái thuốc kháng sinh nào đặc trị được với virus cả. Tuy nhiên thì cái hiện tượng bị chết ấy, là chủ yếu là do vấn đề nhiễm khuẩn kế phát nó tạo lên. Thế và bởi vậy cho nên đối với bệnh tai xanh ấy, và nhiễm khuẩn kế phát thì chúng ta phải sử dụng cái biện pháp can thiệp là gì đối với những cái vi khuẩn kế phát, kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn kế phát, đồng thời nâng cao sức đề kháng của cơ thể, thì khi đó chúng ta mới có thể giải quyết được cái tình trạng hiện nay. Ở đây tôi tư vấn cho anh Vấn là anh cần dùng cái thuốc enrofloxacin hoặc là có thể dùng cái thuốc amoxicillin. Anh đối với lợn 60 ngày tuổi rồi thì anh tiêm cho tôi ngày đầu tiên ấy, anh tiêm 2 mũi kháng sinh sang mũi chiều mũi, và bắt đầu từ ngày thứ hai thì anh tiêm mỗi ngày 1 mũi kháng sinh và đủ liệu trình 5 ngày để liều lượng theo dẫn sản xuất. Thứ hai là dùng thuốc caffeine, tiêm bắp 1 lần trên ngày và tiêm bắp liên tục trong vòng 5 ngày để cải thiện về hô hấp và tuần hoàn. Và dùng thuốc alazin để tiêm bắp 1 lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền để đưa nhiệt độ từ trạng thái sốt trở lại cái nhiệt độ bình thường. Và đồng thời với quá trình đó thì cần dùng cái thuốc bổ Calcium 10%, tiêm bắp 1 lần trên ngày 3 ngày liền. Thì như vậy nó hỗ trợ cho quá trình điều trị, nó sẽ cải thiện được cái thực trạng tốt hơn. Và tất nhiên trong trường hợp này thì cũng cần phải cho uống cái chất điện giải của glucose si. Hòa với cái vitamin tổng hợp, cho uống 3 lần trên ngày, cho uống 5 ngày liền. Tôi nghĩ với cái phác đồ điều trị như vậy sẽ hạn chế đáng kể được cái bệnh tai xanh và cái nhiễm khuẩn kế phát. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Thế nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này nha, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất.
Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu ca lê này, cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tiền. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Dạ, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tự bán ra khác, kia làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền nhông, còn lớn như không què chân không lở tốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.